Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng chuối cho thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hiệu quả trồng cây trạch tả tại xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hà Nam tổ chức đêm chung tay Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Tình trạng bán hàng rong gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nam Định triển khai các giải pháp xóa bỏ lò gạch thủ công. Thưa quý vị và các bạn, với ý chí dám nghĩ, dám làm, chị Trần Thị Hiền, thôn 6, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, từ nhiều năm nay trồng chuối, thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2010, chị Hiền thầu ruộng trồng 4 mẫu chuối tiêu, nhận thấy cây chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao, diện tích chuối ngày càng được gia đình chị mở rộng. Tổng diện tích chuối của gia đình đến thời điểm hiện tại là 11 ha, trong đó 7 ha chuối tiêu, 4 ha chuối tây. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng và chăm sóc, diện tích chuối phát triển mạnh và không bị sâu bệnh, đem lại giá trị kinh tế cao. Trung bình một năm chuối cho sản lượng gần 300 tấn, trừ chi phí thu lãi trên 1 tỷ đồng. Từ nhiều năm nay, cà rốt là cây trồng cho thu nhập ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, với mục tiêu giúp nông dân không gặp phải tình trạng được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính đã tổ chức mô hình liên kết phát triển theo chuỗi. Vụ đông năm nay, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng gieo trồng hơn 300 hectare cà rốt. Để nâng cao giá trị sản xuất, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp triển khai trồng cà rốt theo chuỗi liên kết thông qua việc tăng cường quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cà rốt ở Đức Chính được trồng theo vùng quy hoạch và nông dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Hợp tác xã cung ứng cho xã viên từ hạt giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Do quản lý tốt khâu sản xuất nên chất lượng cà rốt của Đức Chính đã tạo được thương hiệu và lòng tin đối với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, thương lái và người tiêu dùng đến đặt mua hàng thông qua Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp với mức giá mỗi kg 9.500 đồng. Hiện tại, trung bình mỗi ngày 2 tấn cà rốt được sơ chế và xuất đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Dưới sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp thì Hợp tác xã đã quy được 2 vùng trồng cà rốt với diện tích là 23,67 ha là Việt Gáp, thì trong thời gian tới đã kiếm một số khách hàng để làm sao là tiêu thụ cho bà con để nâng cao cái giá trị của cái nông sản đó lên. Trong quá trình liên kết, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đảm bảo nâng cao chất lượng nông sản và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Với nhiều ưu điểm như ưa nước, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, cây trạch tả đã được người dân xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đưa vào trồng từ nhiều năm nay và mở rộng diện tích qua các năm. Đây cũng là loại cây giảm nghèo, góp phần giải quyết việc làm cho bà con. Vụ đông năm nay, xã Khánh Công có gần 30 ha đất ruộng trũng trồng cây trạch tả, được bà con gieo cấy từ đầu tháng 10. Đến nay, sau hơn 3 tháng, trạch tả đã bắt đầu có củ. Người dân đang tích cực chăm sóc, tỉa nhánh để cây dồn nhiều chất dinh dưỡng xuống củ và cho năng suất cao. Trạch tả hay mã để nước là loại cây dược liệu có nhiều ưu điểm như vốn đầu tư ban đầu không cao, là loại cây ưa nước, khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Về năng suất, mỗi sào có thể cho từ 1,2 đến 1,5 tạ củ khô, với giá bán từ 25 đến 30.000 đồng một kg, qua đó giúp người dân có nguồn thu nhập đáng kể. Nói về cây phụ đông, của cây này là lợi ích nhất, chứ có cây nào năng suất như nó được. Mỗi sào thu được như năm vừa qua thu được hơn 4 triệu. Tôi cũng động viên người ta trồng đây, cố gắng mỗi nhà trồng 5-7 sào. Nhưng mà cho ai ngờ trồng có ngàn, trồng 5-6 mẫu. Người dân cũng cho biết, trạch tả sau khi thu củ, phần lá và thân để hoai mục tự nhiên trên ruộng và lại trở thành loại phân hữu cơ rất tốt cho đất. Do vậy, nhiều gia đình đã cho các hộ mượn ruộng trồng trạch tả để cải thiện chất đất, phục vụ việc trồng lúa. Về phía chính quyền địa phương, không chỉ hỗ trợ người dân trong khâu làm đất, đảm bảo nước tưới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng, chăm sóc. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban dân xã cũng đã liên kết với một số doanh nghiệp thu mua, bao tiêu 100% sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất.
Như năm ngoái chúng tôi ký 28.000 một kg, năm nay chúng tôi đang ký sấy khô đấy là 25. Còn nếu như hoàn thành thương phẩm rồi đấy là giá 30. Thì sang năm chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân mở rộng ra các cái vùng khác nữa. Cây trạch tả không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vụ đông mà còn giúp cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân và đã góp phần để xã Khánh. Vụ đông năm 2017 triển khai trong tình hình thời tiết mưa lớn, mưa nhiều đã gây ảnh hưởng và thiệt hại trên các vụ đông sớm, các loại cây ưa nhiệt. Tuy nhiên với cây trồng ưa lạnh, đây là một vụ được mùa lớn, nhất là cây khoai tây, ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Trong vụ đông năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng 10.770 ha, đạt 88% kế hoạch. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp cho thấy, diện tích gieo trồng vụ đông năm nay thấp hơn so với mọi năm, do các địa phương giảm nhiều diện tích vụ đông trên đất màu. Trong đó, diện tích trồng trên đất thay lúa chỉ đạt 1.055 ha, trong khi chỉ tiêu kế hoạch là trên 4.000 ha. Đến thời điểm này, các địa phương đã thu hoạch được 8.240 ha cây vụ đông, đạt 77% diện tích. Tập trung chủ yếu là các cây ngô, cà chua, dưa chuột, bí các loại, rau các loại. Vụ đông năm 2017 tiếp tục là vụ đông khó khăn và để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển sản xuất vụ đông hàng hóa tập trung, bền vững của ngành nông nghiệp và các địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân trong những vụ tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn 3 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhưng những ngày này tại các chợ hoa cây cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, không khí đã bắt đầu sôi động. Với rất nhiều kiểu dáng độc đáo, hàm ý về tình mẫu tử, sự thịnh vượng, phát đạt, những cây cam canh, bưởi diễn này đã được những người chủ vườn công phu chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng hơn một năm qua. Và dù mới bày bán được 2 ngày, nhưng khách đã đến tham quan lựa chọn khá đông. Chúng tôi thì cũng mong muốn thì là mang lại những cái cây đẹp để cho bà con đón xuân. Đấy, là một cái thứ hai là những cái cây mà để mà phục vụ nhiều thế hệ khách. Đấy, những thế hệ khách mà là khách thượng lưu, trung lưu, thì là khách bình dân. So với mọi năm, nhu cầu chơi hoa cây cảnh của người dân năm nay sớm hơn. Dù giá cả năm nay cao hơn năm ngoái do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng người mua vẫn khá hài lòng. Miền trong là người ta mất mùa nhiều, mà mình giữ được những cái cây như này thì quá tuyệt vời. Đẹp, mua những cái cây này nó cũng vừa hợp với túi tiền mà cũng vừa với không khí trong nhà. Tôi mang đến nhu cầu cho người dân những cái hàng hoa đẹp nhất, dễ trồng nhất và tư vấn những người chơi là bấm hoa cùng một lượt thì nó ra cùng một loạt, còn nếu như bấm tỉa thì nó ra quanh năm. Có thể thấy Tết đang đến rất gần, gần ngay trong chính niềm vui của những người chủ vườn và ngay trong chính sự phấn khởi của người dân khi lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với gia đình, mong muốn một năm mới cho nhiều ước vọng về sự thành công và hạnh phúc. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Hà Nam vừa tổ chức chương trình Tiêm chung tay Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Theo thống kê, tổng số tiền thu được từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ người nghèo trong chương trình đến hết tối ngày 21 tháng 1 năm 2018 là trên 26 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ủng hộ số tiền hàng tỷ đồng. Trong chương trình Đêm chung tay Tết vì người nghèo, đại diện hơn 20 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được ban tổ chức trao những phần quà ý nghĩa. Những món quà là nguồn động viên rất lớn về tinh thần khi Tết Nguyên đán đang đến gần, giúp những mảnh đời còn nhiều khó khăn đón một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc. Đây cũng là nguồn cổ vũ động viên giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Với mong muốn được chia sẻ những khó khăn với người bệnh, 5 năm qua sư thầy Thích Tuệ Trí, trụ trì chùa Phú Khánh cùng các tình nguyện viên là các cụ cao tuổi Phật tử trong thôn Nội Phú, thị trấn Ta Bình, huyện Ta Bình, tỉnh Bắc Ninh duy trì nồi cháo thiện tâm và bữa cơm thiện nguyện phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ta Bình. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ta Bình, vào buổi trưa thứ năm hàng tuần, các tình nguyện viên chuẩn bị những suất cơm ấm, nóng với đầy đủ chất dinh dưỡng để phát cho người bệnh đang điều trị tại đây. Đa số người bệnh ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, đến từ các xã thị trấn trong huyện và nhiều bệnh nhân nhà ở xa, nên việc đi lại thăm nom, chăm sóc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày. Để có được những suất cơm có đủ chất dinh dưỡng như thế, từ 5 giờ sáng, ai vào việc nấy, người đi chợ mua thực phẩm, người vào bệnh viện, phát phiếu nhận cơm, rồi không ai bảo ai, đến 6 giờ sáng, mọi người bắt tay vào sơ chế thực phẩm,
rau xanh, rau ngót, thịt lợn, đậu phụ được chế biến chu đáo, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn đều được nêm nếm cẩn thận để tăng hương vị, giúp người bệnh ngon miệng. Những vào những mùa vụ công việc rất bận rộn nhưng chúng tôi vẫn thu xếp công việc để đi nấu cháo cho đúng ngày, đúng giờ. Cháo thì nó mới, nồi cháo mới ngon được. Gia Bình là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông, do đó lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện khá lớn. Trong đó, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Để chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo, các tình nguyện viên của thôn Nội Phú tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, đồng hành cùng chương trình để những suất cơm ngày càng đầy đủ chất dinh dưỡng. Bằng những hành động nhỏ bé, đong đầy tình cảm và trách nhiệm, bữa cơm thiện nguyện của Phật tử và nhân dân thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình đã mang đến sự ấm áp, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương, Sở Giáo dục Đào tạo và tỉnh đoàn vừa phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 12 nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo cho thanh thiếu niên nhi đồng. Các giải pháp tham gia cuộc thi thuộc các lĩnh vực đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các giải pháp dự thi phải có tính sáng tạo và khả năng áp dụng. Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ dự thi là ngày 30 tháng 6 năm 2018. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018. Các giải pháp đoạt giải sẽ được lựa chọn tham gia cuộc thi toàn quốc. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ thi học sinh giỏi thể dục thể thao năm học 2017-2018. Gần 280 thí sinh của 38 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Duy Tiên tham gia thi đấu ở các môn nhảy cao, nhảy xa, chạy 100m, 800m và 1500m, bóng bàn với các nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nữ. Ban tổ chức đã trao 14 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân đạt giải. Kỳ thi tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đánh giá xếp loại các nhà trường về công tác giáo dục thể chất, đồng thời duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục và đào tạo huyện Duy Tiên tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng luyện tập để tham dự kỳ thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh vào tháng 3 tới. Nhân dịp chào đón Xuân Mậu Tất 2018, hơn 300 vận động viên đã tham dự giải Việt Giã Phượng Hoàng lần thứ tư. Đây là hoạt động thường niên của công ty Phượng Hoàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết và góp phần rèn luyện sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của công ty. Giải năm nay thu hút 300 vận động viên là cán bộ công nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng. Vận động viên tranh tài sôi nổi ở hai nội dung, nữ chạy 3.000m và nam chạy 3.000m. Với lộ trình điểm đầu xuất phát từ chân đồi Pháo Thủ Kho 6, phường Đắp Cầu, nhà máy thuốc lá Bắc Sơn, đường Hoàng Quốc Việt, đường Trần Lựu, viện 110 và chân đồi Pháo Thủ. Đây là lần thứ tư giải Việt Giã Phượng Hoàng được tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự tri ân của doanh nghiệp với người lao động, khẳng định sự đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng giữa doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Động viên người lao động tích cực rèn luyện thể dục thể thao để có sức khỏe lao động, góp phần sáng tạo và xây dựng phát triển doanh nghiệp. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân có thành tích ở cả hai nội dung. Nhiều năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên đã xây dựng đoạn đường tự quản, qua đó góp phần nâng cao ý thức của hội viên trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường sống khu dân cư. Với mục đích đó, hàng tháng các ngày lễ Tết, chị em hội viên phụ nữ trên các tuyến đường ra quân nhổ cỏ, quét dọn các tuyến do chi hội phụ nữ đảm nhận. Tại những tuyến đường được gắn biển tự quản, hội viên còn tiến hành trồng hoa ven đường và gắn với trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 tuyến đường do phụ nữ tự quản, trong đó huyện Văn Lâm có 932 tuyến, Phù Cừ có 68 tuyến, Văn Giang có 44 tuyến. Hiện nay trên quốc lộ 10, đoạn đường từ cầu Tân Đệ huyện Vũ Thư qua địa bàn thành phố huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi bày bán hàng hóa gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Chỉ cần tận dụng vài mét vuông cạnh lề đường, dưới những tán cây hay tiện nhất vẫn là khu vực bến chờ xe buýt là người dân có thể thoải mái bày bán hàng hóa với đủ các chủng loại. Tất cả đều là tự phát.
thấy người này làm thì người khác cũng làm theo. Quốc lộ 10 là tuyến giao thông huyết mạch, mật độ giao thông dày đặc. Vậy mà người mua người bán vẫn bất chấp nguy hiểm dừng đỗ tùy tiện. Tất cả cũng vì mưu sinh. Tuy nhiên, việc bán hàng rong dưới lề đường thì chẳng khác gì đánh cược với mạng sống. Mỗi khi lưu thông qua đây, các lái xe đều phải đi chậm, chú ý quan sát nhưng vẫn lo lắng vì chỉ một sơ suất nhỏ là tai nạn giao thông có thể xảy ra. Thực hiện lộ trình xóa bỏ gạch đất tét nung thủ công, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở xóa bỏ lò gạch thủ công. Theo Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã dừng đốt, tháo dỡ khoảng trên 280 lò gạch thủ công loại có vỏ và gần 500 lò gạch thủ công dã chiến, tập trung nhiều nhất tại các xã nằm dọc hai bờ sông Ninh Cơ thuộc huyện Trực Ninh, Hải Hậu và một số địa phương thuộc huyện Giao Thủy. Thời gian tới để hoàn thành việc tháo dỡ và san phẳng lò gạch đất sét nung thủ công theo lộ trình, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở ngành tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm sử dụng đất sai mục đích, khai thác tài nguyên đất để sản xuất gạch nung không có giấy phép, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc khai thác trái phép đất nông nghiệp để sản xuất gạch thủ công, vận động thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sau khi xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường 42m thuộc tổ dân phố Mế Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam phát hiện hai thanh niên đi trên một chiếc xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ trong túi áo người ngồi sau là Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1979, trú tại xóm 5, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, một gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, Việt khai là heroin. Trong lúc này, đối tượng còn lại đã điều khiển xe bỏ chạy. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Phủ Lý để tiếp tục điều tra xử lý. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có 17 xã có rừng với diện tích đất lâm nghiệp chiếm trên 18.000 ha. Sau những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, thời tiết hanh khô nên nhiều diện tích rừng bị táp, héo lá khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Do đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Xã Phú Long có 900 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ là gần 500 ha, rừng sản xuất là 400 ha. Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thì trồng và phát triển rừng là một trong những hướng phát triển kinh tế của người dân địa phương. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được chính quyền và các hộ trồng, bảo vệ rừng quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Xã đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy trong cái mùa hanh khô này. Đấy. Trước hết là quan tâm đến cái điểm dễ cháy và có nhiều rừng. Cử anh em xuống tận với các hộ để trông coi cũng như là cảnh báo về cái chuyện cháy rừng. Hiện Nho Quan có 4 trọng điểm được huyện đã xác định có thể xảy ra cháy, bao gồm vùng đệm vườn quốc gia Quốc Vương, gồm các xã Kỳ Phú, Phú Long, rừng trồng thông, khu vực Hồ Đồng Trương, thuộc các xã Phú Lộc, Kỳ Phú, khu đổi thông thuộc các xã Quảng Lạc, Quỳnh Lưu và Phú Long, và xã Thạch Bình, Xích Thổ. Tại các điểm này, Ban Phòng chống cháy rừng xã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện và các hộ trồng rừng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền và hướng dẫn người dân không được đốt thực bì trong những ngày nắng, hành khô. Gia đình thường xuyên là đi vào rừng để kiểm tra, nhất là về cái mùa hanh khô này là các cháu hay chăn thả châu bò, nên là mùa lạnh này là các cháu hay đốt lửa để sưởi ấm, nên là hay gây ra cái vấn đề cháy rừng. Và cái thứ hai nữa là cũng quan triệt, nhất là về với bà con nhân dân trong địa bàn thôn, chủ động để nhắc nhở cho con cháu. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng, Nho Quan đã chỉ đạo Hạt Kiểm Lâm huyện phối hợp với các cấp, các ngành, các xã có rừng và nhân dân thực hiện phương châm chủ động phòng chống, huy động toàn lực, phản ứng linh hoạt, khắc phục kịp thời, thường xuyên trực tại các khu vực trọng điểm, tổ chức làm mới, nâng cấp đường băng cản lửa. Với việc chủ động phòng ngừa cháy rừng sẽ góp phần hạn chế tới mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn trong mùa hanh khô, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng của nhân dân, qua đó thúc đẩy kinh tế, đồi rừng ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.